xin chào anh chị và các bạn niềm tin có sức mạnh cực kỳ to lớn đúng không ạ biểu hiện như là một người bệnh khi mà họ tin là họ sẽ khỏi bệnh thì tinh thần họ sẽ lạc quan hơn và họ sẽ kéo dài được tuổi thọ hơn hay như một em bé nếu như lớn lên mà được những người xung quanh hay được bố mẹ à, tin tưởng và nghĩ suy nghĩ rằng em bé lớn lên sẽ là một người thành đạt à, có giá trị cho xã hội thì em bé đó sẽ khác với một em bé mà lớn lên khi mọi người xung quanh à, chê bai dè bỉu này nọ với em bé đó đúng không ạ thì Mọi sự trong cuộc sống này à, Dù mình nghĩ tốt hay nghĩ không tốt thì đều đúng cả Bởi vì nó phụ thuộc vào góc nhìn Góc nhìn này sẽ đúng và góc nhìn này không đúng Nó giống như số 6, số 9 Hai người đứng ở hai bên mà cãi nhau ấy <laughs> Cho nên là Đối với mẹ Subi thì sẽ luôn luôn là Cố gắng hướng đến Cái suy nghĩ tích cực, cái hướng tích cực Bởi vì là mình tin tích cực thì cũng đúng Mà mình tin tiêu cực thì cũng đúng đúng không à, Nên tại tại gì Mình không tin theo hướng tích cực đi Đấy, hôm nay của mẹ Sophie sẽ chia sẻ về chủ đề của thần số học, chia sẻ về chỉ số đường đời. À, khi mà mình biết được là cái chỉ số này thì mình sẽ tự tin hơn trên đường đời với cái hành động của mình ấy, mình sẽ rõ ràng hơn cái hành động của mình trong cuộc đời này và tự tự tin hơn theo hướng tích cực nha có thể đâu đó ở ngoài ngoài kia có rất nhiều anh chị và các bạn sẽ theo cái hướng nó nó không tích cực cho lắm nhưng mà đối với mình thì góc nhìn của mẹ Sophie sẽ là góc nhìn tích cực. Đó. mình cùng vào uh, video nhé. đầu tiên mình cùng điểm nhanh lại thần số học là gì thần số học là một bộ môn khoa học được khởi nguồn từ cách đây 2.500 năm bởi Pythagore Pythagore là nhà toán học nhà khoa học vĩ đại người Hy Lạp à, mình nghe tên có quen không ạ đó chính là định lý Pythagore được đặt tên theo ông ạ ông đã tìm ra mối liên hệ giữa ba cạnh của một tam giác vuông và có giá trị đến tận bây giờ vẫn còn đang được giảng dạy trên các trường trên toàn thế giới theo Pythagore thì ông cho rằng con người của chúng ta này bản chất cũng chỉ là một khối năng lượng mà thôi và các con số sẽ biểu thị cho được cái khối năng lượng đấy là như thế nào. Bây giờ mình cùng tìm hiểu về cấu tạo cơ thể con người thì đúng là cơ thể chúng ta được tạo thành bởi hàng triệu các nguyên tử, đúng không ạ? Mà nguyên tử lại được tạo thành bởi các hạt nhân và lớp vỏ tạo nên hạt nhân mà giữa hạt nhân và lớp vỏ lại có khoảng cách <laughs> như trong ảnh nhá. Dụ hạt nhân là được cấu tạo bởi các hạt như là proton, neutron mang điện tích dương và nó được hút bởi những hạt uh, lớp vỏ là những hạt electron mang điện tích âm hai bên hút vào nhau tức là có khoảng cách như vậy cơ thể chúng ta rõ ràng chi tiết ở bên trong là có khoảng cách thì tạo nên cơ thể chúng ta là một khối năng lượng thì cái góc nhìn này là cũng đúng đúng không ạ <laughs> thêm một góc nhìn nữa của nhà khoa học Nikola Tesla ông có nói là nếu bạn muốn tìm ra bí mật của vũ trụ bạn nên suy nghĩ về tần số năng lượng và rung động đó vậy chúng ta thêm tự tin là con người chúng ta có năng lượng và chịu ảnh hưởng bởi những tần số rung động nhất định ạ khi mà mình có một niềm tin là cơ thể của chúng ta mang năng lượng thì mình có mong muốn là hiểu được là bản thân mình chịu tác động bởi năng lượng nào không ạ chịu tác động bởi năng lượng nào từ phía bên ngoài từ thời gian không gian vũ trụ tác động gì đến chúng ta thì thần số học sẽ chỉ cho chúng ta biết được là dựa vào ngày tháng năm sinh tính ra con số chủ đạo đường đời và con số đấy nó sẽ tác động đâu đó đến cuộc đời mình trong suốt cuộc đời và cho chúng ta biết về tính cách điểm mạnh điểm yếu cũng như hướng chúng ta nên đi trong cuộc đời này con số chủ đạo đường đời là con số quan trọng nhất trong một bảng thần số học hiểu nôm na là con số mà mình cần phải nương theo mà sống nếu như mong muốn một cuộc sống hạnh phúc có nghĩa là mình đâu đó mình phải để những tính chất của cái con số đấy được bộc lộ trong suốt cuộc đời của mình tại vì mình được hưởng cái năng lượng đấy mà đúng không khi mà mình hiểu và mình thuận theo thì nó sẽ thuận lợi hơn là mình đi ngược lại năng lượng Cách tính thì rất đơn giản Anh chị và các bạn lấy ngày tháng năm sinh dương lịch của mình ở trên chứng minh thư Cộng hết các số lại với nhau cho đến khi ra một số đơn cuối cùng Trừ trường hợp là ra các số như là 11, 22, 33 Thì mình ghi ở đây là 11 trên 2 này 22 trên 4 và 33 trên 6 Đó là những con số master, là những con số mang năng lượng cao nhất trong ảnh là năng lượng cơ bản của các con số Nhà mình có thể thấy không một con số nào là hoàn hảo đúng không? Cũng như là không có một con người nào chúng ta hoàn hảo Chúng ta hiểu lẫn nhau là mang năng lượng nào để chúng ta bổ sung giúp đỡ lẫn nhau thôi Không phải tự nhiên sinh ra các con số từ 1 đến 9 đâu nhé Có sự bổ trợ lẫn nhau đấy ạ Mình sẽ kể một câu chuyện gọi là câu chuyện cổ tích thần số học Tại sao sinh ra các số từ 1 đến 9 Ví dụ ban đầu chưa có gì đúng không? Thì là cần người mang năng lượng số 1 Con số 1 là con số của tiên phong, của độc lập, của sự làm chủ, khi mà cần khai mở một cái gì đó mới thì người số 1 là người phù hợp nhất à, nhưng mà người số 1 lại dễ rơi vào trường hợp là gì ạ à? cái tôi lớn đúng không hơi kiêu ngạo một chút này khá là cô độc này thì lúc này lại sinh ra con số 2 để giúp con số 1 con số 2 là nhìn được hai chiều đúng không họ phân tích này họ đứng ra họ hòa giải họ tình cảm đấy và không thích mâu thuẫn đối đầu đấy, lúc này cần người hòa giải phân tích là còn người con số 2 nhưng con số 2 lại dễ rơi vào trường hợp là nhạy cảm Họ biết nghĩ cho người khác nhưng họ lại khó nói ra cái nhu cầu của bản thân. Lúc này lại cần sinh ra con số 3. Con số 3 là con số biết thể hiện bản thân, họ có khả năng ngôn từ rất là tốt và họ có khả năng giao tiếp rất tốt luôn. Nhưng số 3 lại dễ rơi vào trường hợp buôn chuyện, lắm lời, lan man, dễ buồn vui thất thường cảm xúc. Lúc này lại cần một cái gì đó chắc chắn đúng không? Thì con số 4 ra đời. Con số 4 nó nền tảng như cái móng nhà ấy. Những người mang năng lượng con số 4 họ được hưởng cái năng lượng của sự chắc chắn, của sự hiểu biết, của sự thông minh, cẩn thận, tỉ mỉ, làm gì cũng biết tính toán. Thế nên là những em bé mà mang năng lượng số 4 sẽ thường là trưởng thành trước tuổi. Người lớn mang năng lượng số 4 thì dù nam hay nữ thì thường là vẫn là gọi là trụ cột gia đình hoặc là trụ cột của cái nơi mà họ làm việc. đấy Nhưng mà chắc chắn tỉ mỉ quá thì khó bứt phá đúng không? Do dự trước mọi cái mới thì lại cần con số 5 đến để giúp số 4. Số 5 là con số của bứt phá và hành động của sự sáng tạo và kết nối. Những người mang năng lượng số 5 thì họ năng lượng lắm, họ mạnh mẽ lắm Và họ thích thích đi nhau ra ngoài nhiều hơn Nhưng họ lại dễ rơi vào trường hợp cả thèm trong chán à, Họ kiểu như là đi ra ngoài nhiều quá mà khó quan tâm đến gia đình ấy Thì lúc này con số 6 ra đời, con số 6 cong cong như bà mẹ mang bầu đúng không? Là mang năng lượng của tình yêu thương Yêu thương nhưng mà có trách nhiệm nha Yêu thương nhưng mà có trách nhiệm với người thân trong gia đình này Và với những mọi người xung quanh Nhưng mà yêu quá thì thành bao bọc đúng không Những bà mẹ yêu con quá là thành bao bọc và cái gì cũng can thiệp vào chuyện của con thì cái đứa con đấy thực sự nó nó khó chịu về cái tình yêu thương đấy luôn đúng không? Nó gọi là yêu thương nhưng không có trí tuệ đấy. Thì lúc này số 7 ra đời, số 7 là con số của trí tuệ và đức tin. Bởi vì khi mà họ tìm hiểu sâu về trí tuệ họ sẽ ra được đức tin thôi. Những người con số 7 thường là những người kể cả những em bé nhỏ là thường là học rất họ rất giỏi và có khả năng tự học rất là tốt. À, nhưng mà họ dễ thể hiện ra là một người rất khó hiểu và đa nghi Vì họ không tìm được câu trả lời thì họ không tin vào cái gì cả Đấy, và nhìn họ lúc nào cũng huyền bí ấy, khó ai hiểu được họ nên là họ dễ bị rơi vào trường hợp là độc thoại nội tâm số 7 thiên về trí tuệ nhiều quá nhưng mà cũng không có tiền đúng không nên là con số 8 ra đời con số 8 là mang năng lượng của tiền và quyền đấy những người mang năng lượng số 8 thì họ có khả năng tổ chức quản lý rất là tốt họ sống thực tế luôn chứ không, không quá ảo như con số 7 đấy nhưng mà Số 8 lại dễ bị rơi vào thăng trầm Bởi vì nếu chị tham quá tiền mà không đi sâu vào uh, cho đi ấy, Thì là lúc đấy là lại cần con số 9 đến để áp bớt con số 8 đúng không? Những người mang năng lượng số 9 thì họ sẽ mang năng lượng của nhân đạo và vị tha Họ thích làm từ thiện, họ thích giúp đỡ người khác uh, Họ sống có ước mơ và thường họ cũng có sức ảnh hưởng Nhưng mà lưu ý ở đây là số 9 dễ cầu toàn và họ cũng dễ bị lợi dụng ấy. Đó rồi tóm lại năng lượng của con số 1 đến số 9 là như vậy à, Anh chị và các bạn cũng nắm được sơ sơ rồi đúng không? Hiểu được tổng quát sự liên kết các con số từ 1 đến 9 rồi Thì bây giờ mình chỉ cần nhớ đơn giản thế này thôi Nếu mình mang năng lượng con số 1 Mình có khả năng lãnh đạo và độc lập Vậy mình hãy cố gắng học cách lãnh đạo chính bản thân mình Khi mình lãnh đạo được bản thân mình Thì mình sẽ lãnh đạo được người khác nếu mình có đường đời số 2 là mình được hưởng cái năng lượng của phân tích và hòa giải Vậy mình hãy cố gắng học cách kết nối bản thân mình với người khác Học cách chia sẻ với người khác Nếu như mình mang năng lượng con số 3 có nghĩa là mình có khả năng của một người truyền đạt Lúc đó mình hãy cố gắng là học cách sử dụng ngôn từ của mình Làm sao mà truyền được cái năng lượng tích cực cho người khác nếu mình được hưởng năng lượng đường đời 4 thì mình hãy nhớ mình là một người thầy, là một người rất là chặt chẽ thì hãy cố gắng trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó nếu mình mang năng lượng số 5 là mình được hưởng cái năng lượng của hành động và đi ra ngoài để kết nối Vậy hãy cố gắng kỷ luật bản thân và kiên định với mục tiêu hành động của mình là mình sẽ thành công Nếu mình mang năng lượng số 6 là con số của người mẹ và sự hòa hợp Vậy mình hãy cố gắng học cách quan tâm và yêu thương người khác một cách đúng mực thôi nếu đường đời của mình là số 7 thì mình mang năng lượng của niềm tin và may mắn Hãy cố gắng học tập phát triển bản thân mình lên Khi mình có trí tuệ và đức tin thì mình sẽ đi khai tuệ được cho người khác đúng không ạ? Và mình sẽ trở thành một chiến lược gia trong một lĩnh vực nào đó. Nếu đường đời của mình là số 8 thì hãy nhớ mình là một người rất giỏi điều hành và kiếm tiền. Lúc này mình hãy học cách quản lý tiền và cân bằng giữa giá trị vật chất và tinh thần. Nếu đường đời là số 9 thì mình được hưởng cái năng lượng của nhân đạo và ước mơ. Lúc này mình hãy sống hướng thiện này, sống có trí tuệ và năng lực nhận biết cao. Khi tầm hiểu biết của mình được nâng lên thì mình sẽ đi khai tâm mở tuệ được cho người khác. Đúng không ạ? Nếu đường đời của mình là con số master, con số 11 trên 2 thì mình mang năng lượng của nhà lãnh đạo thiên sứ. Lúc này mình có một trực giác rất tốt mình có khả năng lãnh đạo của số 1 nhưng mình có thêm một khả năng nữa đó chính là khả năng trực giác. À, lúc này mình sẽ có một cái nhiệm vụ cao cả hơn đó chính là tạo ra những nhà lãnh đạo. Hãy cố gắng khai sáng và truyền cảm hứng cho những người khác. Nữa. Nếu mình mang con số master 22 hay còn gọi là 22 trên 4, mình có khả năng tổ chức giỏi là một nhà kiến tạo. vừa mang năng lượng của số 2, số 4 đúng không ạ? Lúc này mình có khả năng là tạo ra được những giá trị thiết thực và độc đáo, ứng dụng được thực tế trong đời sống luôn. Hãy tự tin với cái điều này nha. Cuối cùng nếu đường đời của mình mang số 33, tức là 33 trên 6 ấy thì mình còn có khả năng đi trị liệu cho người khác cơ. Lúc này mình có khả năng ăn nói rất là giỏi, mình có thể chữa lành bằng tâm thức cho người khác. Nếu như bạn mang năng lượng này thì hãy cố gắng mang tình yêu thương chân thành chữa lành cho chính bản thân mình trước, sau đó là chữa lành cho những người xung quanh mình nha. Như vậy là dù mình có đang làm công việc gì đi chăng nữa, nhưng mà khi mình biết được là cái năng lượng đường đời của mình được hưởng như vậy đó thì mình sẽ hiểu được cái thế mạnh của mình đúng không ạ mình hiểu rõ được hơn là cái hướng mình nên phát triển hướng mình nên đi trên cuộc đời này là như thế nào mình cứ thử ứng dụng đi biết đâu đường đời của mình sẽ thuận lợi hơn thì sao đúng không ạ là mẹ subi xin chúc các anh chị và các bạn sẽ ngày càng có một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn nhé à, xin chào ạ.